chạp ở đám nấu hàng thêm mấy tiếp bằng ổn đấy. Đó tạm là một lạch bò thôi. Đó, hiện tại bên đây cũng đang bắt đầu tiếp tục nha, cũng rất là nhiều rồi nha. Hello ba tam bong thom ma tv som krob bong oun lo bandai sangkom youtube ta facebook thngai thmai chok chei srei mkol thmai ba thngai ni bong thom ban ma dal wat po ti thlang te bong oun na wat po ti thlang khat no khum thiang hoi sdok ka sach khat ta sok chang ni bong thom ma ban to video chuom bong oun yang tosana thaem no tuk ngo mue kbaich ngai hai nau na hai bong oun komplik chuai chai chuai like chuai subscribe dabei tuol no video thmai thmai pi bong thom tv tiet na ka bong oun chuol mo da ra dau chum ban thay bên nó mà bọn coi nhà thì clear sạch đấy này mà men tóc tàng nào tông nào ta sơn à sạch đấy này bọn này quỳnh bé nó này lâu qua chưa đậu bên này hay bọn thăm qua bàn mà đàn này là mấy trang để chú nó bọn nữa còn tòm tò thêm vâng cảm ơn Thơm TV xin chào tất cả các bạn, chào fan hâm mộ mến ghé ngô. Bữa nay cũng Thơm đang có mặt ở trong khu công viên chùa Pô Tị Thân thuộc xã Thiên Hội huyện Sách tỉnh Sóc Trăng. Bữa nay lại cập nhật tiếp tục ghé ngô qua văn xong chưa ha, thì cái nhà mình ai muốn biết thì cùng vào với Thơm TV để tiếp tục xem. Ở phần giai đoạn cuối thì Pô Tị Thân cũng tập giờ cũng được 2 ngày không nha. Ngày đầu tiên thì cũng Thơm có đến quay, ngày thứ hai thì không có được đến, bữa nay lại đến tiếp tục để cập nhật về qua văn ha. Rồi, mong tất cả các bạn mình luôn đồng hành ủng hộ để theo dõi tiếp tục á. À lâu như ngày bọn thăm chơi một mình chơi đâu khoảng nóng là bây giờ tụt sân nó các bạn chờ lại nhà tụt ngô vật bồi thịt lăng một này. Quang cảnh rất là đẹp nha, cũng như thường lệ mỗi ngày đó thì cũng thơm vào đường bên đây nè các bạn. Thơ một tít ra đông một lượt thêm đồng mức bán mình tinh so bên mình tinh đặt tiền về đây quá đẹp nha, phần lái cũng xong rồi nè cả nhà. Đã ta bỏ này bỏ khăn tầm xay này khăn hơi này quá đẹp nha ha, quá tuyệt vời luôn nha. Rất là sắc sảo nha. Rất là tươi luôn nha. Hôm nay thì cho ra tác phẩm rất là độc nha, rất là đẹp. Như là có chán keo luôn rồi nha. Năm nay con rồng Pô Tị Thân rất là đẹp nha. Đó. Phần sau này có chân nữa cả nhà, mình chân tiếp bằng quần. Quá tuyệt vời luôn cả nhà. Rạch cái bộ rạch chân nào xa tới bằng quần này, mình là khẳng cõi này mình chân tiếp bằng quần. Cái nào khẳng mật chua này nâu đấy, không lắm đấy. Còn đây thì còn chưa lại ha, chưa có vẽ ha.
vì chỗ này rất là quan trọng ha. Hiện tại anh em thợ đang vẽ phần trước nha, cũng như phần thân của cái nhà mình nhìn thấy nè, rất là sắc sảo của nhà. Phải mời cái nhà mình tiến về phía trước để tập trung xem thợ ha. Phía bên này cũng bắt đầu cả nhà, hàng thì có chắp đầm bên đây, đầm cái bài các bạn chứ. Phía bên đây cũng đang bắt đầu hiện hữu hoa văn cả nhà. Quá đẹp nha. À tên này. Quá sắc sảo quá nha. Sạch tầm một đêm mưa lạnh sna đầy lắc lạnh. Rụp hiệp sạch. Ho ho ho.
Đây là biểu tượng của kia ngôi chùa Pô Thị Thăng cả nhà, rất đẹp luôn nha. Biểu tượng kia ngôi của chùa Pô Thị Thăng này có ngựa có cánh nha, nhà mình nhìn phần đầu rất là đẹp đó nha. Rất là sắc nét cả nhà, rất là tỉ mỉ thôi. Ngày nắng nhắc thể chờ hơi ăn cái bánh lắm cái đó đã ngày nắng mà ngày xưa tới chờ hơi cái đó. Xong hết rồi cả nhà, phần thân á. Phần thân là xong hết rồi cả nhà, rất đẹp ha. Hơi ai bọn bọn nó khăn mà tua bạch trong thằng phố. Đây là cái lần nem bọt đó nè, chạp đậm lần nem bọt. Đây cũng chuẩn bị lên tên của chùa hết nha. Pô Thị Thăng cái sắt nè, chạp ở đây nấu hàng thay mấy tiệm bằng bún đấy, rồi làm là mình lại bò rồi. Hiện tại bên đây cũng đang bắt đầu tiếp tục nha, cũng rất là nhiều nha.
Tại vì thôi Đam Mê xin tạm dừng, xin chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Cũng xin chúc cho đội GFO Thị Thân năm 2024 đạt thành tích tốt để đem về vinh quang cho bộ sóc, cho nhà chùa cũng như cho bà con để luôn đồng hành ủng hộ. Rồi xin cảm ơn cái nhà mình rất nhiều, cái nhà mình nếu theo dõi tiếp tục trên kênh của Vũng Thơm TV. Xin cảm ơn cái nhà mình rất nhiều. ອັນຈັ່ງໃດບ່ອງທົມມາສົມອໍຄຸນບ່ອງບ່ອນຕ້ອງອັກແນ່ນະໃນເທດສະນາລະເກນບ່ອງທົມທີວີນັ້ນໂຈກໃຈໄສລິມກໍແລະຄອມພລີດຢູ່ໃຈຢູ່ຫຼາຍຢູ່ສຸປາຍດໍາໃບຕຕວນລະເວດໂອທໄມໄມເທດໃຫ້ບ່ອງທົມປະຊຸນໂປຍກໍໄປລາຂໍວັດໂປທີທລັງນັ້ນໂຈກໃຈໄສລິມກໍລາຈະທໄມປີປອນສົມໄປ4ຢູ່ຫນຸ່ມວັນມາດໍາໃບອ້ອຍພູມອ້ອຍສົກອ້ອຍວັດຕາມນັ້ນຈະເປັນບ່ອງທົມມາສົມອ
chùa. Xin cảm ơn nhà mình rất nhiều.